Thành đoàn thành phố Bạc Liêu phối hợp với trung tâm kinh doanh VNPT Bạc Liêu vừa tổ chức lễ ký kết phát động phong trào cài đặt 20.000 tài khoản, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và chữ ký số trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Đây là hoạt động thực hiện theo kế hoạch 179 của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu về mở cao điểm 60 ngày đêm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn thành phố. Theo đó, về nội dung phối hợp, các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn thành lập đội thanh niên xung kích công nghệ số, thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và tạo chữ ký số. Thời gian thực hiện là 60 ngày, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024. Chỉ tiêu đề ra, mỗi đoàn cơ sở, phường, xã thực hiện cài đặt ít nhất 1.600 tài khoản và hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm kinh doanh VNPT Bạc Liêu cử cán bộ tập huấn công tác tạo chữ ký số cho đoàn viên thanh niên, hỗ trợ kinh phí khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch.